cho dù đi khắp muôn nơi chân châu bờ gió gọi ta về con còng đỏ theo ta cùng kỷ niệm năm tháng mùa màng chân chất ven đê làng ta đó mặt mỏi làm ố cả câu thơ em tóc gió thơm mùi hương muối những phong ba ẩn dấu nét cha người bạn ta mất nơi chiến hào đánh Mỹ cơn mơ chất chứa mùa vàng mẹ chờ con đem đời mình thổi lửa ấm đêm dương gạn chắc một ngày xa Mắt bão là tâm của bão, là cái nhìn của người trong cuộc. Chỉ sợ người ta ngủ quên trong bão mà ngỡ mình bình yên. Còn thức, còn dám hành động vì lẽ phải, vì cái đúng ở đời. Chúng ta đều sẽ có cách vượt qua bão tố. Biên kịch, nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Kịch bản được ấp ủ gần 40 năm của nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Khắc Phục. Ông từng là học sinh trường miền Nam ở Hải Phòng, là thủy thủ trên con tàu Hải Phòng vượt bom đạn vào Nam, từng tham gia giả phá thủy lôi phá vây cho Hải Phòng. Là tác giả của 12 cuốn tiểu thuyết, 70 kịch bản sân khấu được các nhà hát, hãng phim tầm cỡ quốc gia công diễn. 12 kịch bản phim nổi tiếng khắp nước với nhiều kịch bản phim nhựa như Chiến trường trên nửa vầng trăng, Sơn ca trong thành phố, Tự thú trước bình minh, Nhiệm vụ hoa hồng, Học trò thủy thần, Lạc cầm thứ 13 và đặc biệt là phim Bọn trẻ đã được trao huy chương vàng cho kịch bản văn học trong Liên hoan phim quốc tế Á Phi năm 1994. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Văn Lượng. Đây là đạo diễn người Hải Phòng, người tâm huyết với đề tài quê hương, mảnh đất cả đời ông gắn bó và khai thác, phản ánh trong cả trăm tập phim. Đạo diễn các phim truyện Nước mắt của biển 12 tập, Chuyện tình đào cát 12 tập, Mụ lẫm, Chim bỉm bịp, Cái vừng. Tháng 10 năm 2012, ông vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu đạo diễn nhiều phim về đề tài văn hóa đất nước, con người miền biển đảo nhất Việt Nam với 221 tập phim các thể loại. Trong đó có Huyền thoại mùa thu, phim tài liệu, giải đặc biệt của ban giám khảo dành cho tác phẩm phản ánh nền văn hóa độc đáo tại Liên hoan ảnh phim phóng sự về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2010. Khát vọng mùa trăng, phim tài liệu đoạt cánh diều bạc năm 2007. Bên cạnh đó, hàng chục giải vàng, giải bạc ở các liên hoan truyền hình toàn quốc. Tính đến nay, ông đã đoạt gần 40 giải thưởng phim quốc gia và trong khối ASEAN. Đạo diễn Ngọc Thùy.
Nếu nghệ sĩ ưu tú Văn Lượng đầy trải nghiệm của một người trong cuộc ở Con Mắt Bão, thì đạo diễn trẻ Ngọc Thùy mang tình yêu trong sáng của thế hệ trẻ thành phố biển để đồng điệu và thể hiện chất đầu sóng ngọn gió của đất và người Hải Phòng. Quay phim chính, nghệ sĩ ưu tú Vũ Quốc Tuấn, nghệ sĩ quay phim tài hoa của điện ảnh Việt Nam, người góp phần làm nên thành công của những bộ phim truyện nhựa Hoa Của Trời năm 1995, Đầm Hoang năm 1996, Hà Nội Mùa Đông 46 năm 1997, Những Người Thợ Xẻ năm 1998, Giải Phóng Sài Gòn năm 2000, Rừng Đen năm 2008, Nhìn Ra Biển Cả năm 2009. Năm 1999, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 tại thành phố Huế, anh đã được trao liền một lúc hai giải quay phim xuất sắc nhất cho hai phim Hà Nội Mùa Đông 46 và Những Người Thợ Xẻ. Tham gia quay phim còn có Phạm Thanh Tùng, Trang Công Minh. Thiết kế mỹ thuật, họa sĩ Hoàng Chí Long, người làm nên vẻ đẹp cho các bối cảnh phim cổ trang đầu tiên và lớn nhất Việt Nam như Đêm Hội Long Trì, Tình Yêu Thù Hận, Huyền Sử Thiên Đô, phim lịch sử cách mạng Đất Nước Đứng Lên. Ông là xưởng trưởng xưởng thiết kế mỹ thuật hãng phim truyện Việt Nam. Còn Mắt Bão trân trọng sự đóng góp nhiệt huyết của các nghệ sĩ, biên kịch Anh Thúy, Ngân Hà tham gia biên tập kịch bản phim. Nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Lương. Âm thanh, nghệ sĩ ưu tú Trần Kim Thịnh, Nguyễn Đình Cảnh. Kỹ xảo điện ảnh, 3D Art. Khói lửa điện ảnh, Nguyễn Mạnh Thắng. Phục trang, Kim Xuân, Bích Ngọc. Hóa trang, nghệ sĩ ưu tú Bích Nguyệt, David Thụy, Hà Quyên. Diễn viên trong phim: Trọng Hùng vai Bình, Thanh Lê vai Nhung, Cao Khải vai Chiến, Nhung Kết vai Liệu, Quân Anh vai Đức, Viết Liên vai ông Bậc, Bích Ngọc vai bà Bậc, Văn Như vai Thi, Phương Nhã vai Thanh, Hữu Trà vai Định, Hải Hà vai Tâm, Khánh Ly vai Tranh, nghệ sĩ ưu tú Bắc Việt vai ông Vĩnh, nghệ sĩ ưu tú Tô Tiến vai ông Dũng, Quách Anh Tuấn vai gã địa chính, Phùng Quyết vai Phương. Quốc Dũng vai Chuột. Và các bạn diễn viên trẻ đã làm nên sự hồn nhiên, trong trẻo của trung đội nữ dân quân Đồng Bể, những chiến sĩ đoàn tàu không số, chiến sĩ chống chiến tranh phong tỏa. Những cảnh quay chỉ kéo dài vài phút nhưng đủ khơi gợi nỗi tang thương, bi tráng đến đớn đau và cả niềm tự hào mãi mãi về một đô thành rực đỏ sắc phượng, màu đỏ của máu đổ, lửa ngút trời và những trái tim quả cảm rực sáng. Sắc nét ấn tượng, đó là những hình tượng nhân vật cả chính diện và phản diện
tái hiện ở Con Mắt Bão. Những yêu thương, ký ức và cồn cào khát vọng tương lai hướng về đại dương của họ, những con người luôn luôn thức, luôn luôn vật lộn nơi vùng đất dữ dội đầy va đập với bão tố, sóng gió, chiến tranh và những luồng tư tưởng đổi mới. Vùng đất được hình tượng như mắt bão. Anh, bắt đi mày. Anh, tỉnh đi cháu. 20 tập phim dồn nén hàng loạt sự kiện và số phận. Thầy U có thể đã mất thằng Bình. Giờ không thể mất thêm con nữa. Con đã nghĩ rất kỹ rồi U ạ. À, con xin được tạ lỗi với thầy U trước. Nhưng con nhất định phải đi. Con phải đi tìm anh Bình U ạ. À, nếu nó còn sống, nhất định nó sẽ tìm về. Nó thương thầy U. Nó thương con. Nó không thể con ạ. Cho dù anh ấy có hy sinh, con cũng phải tìm đến tận nơi anh ấy ngã xuống. Con không thể chờ đợi vô vọng thế này được U ạ. Nếu sự việc suôn sẻ, U đã chẳng dám ngăn cản con. Nhưng việc đã đến nước này, U không thể không nói. Có chuyện gì phải không U? Chúng ta có thể bắt chiến công nghiên cứu chế tạo và tiến hành giả phá bom từ trường ở một đất nước nghèo khó, đánh bại vũ khí mới nhất của đế quốc Mỹ. Xin được ghi danh Viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Tư lệnh Công binh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, các chiến sĩ hải quân, cán bộ, công nhân cục đường biển, cảng, ty đảm bảo hàng hải, nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, công ty tàu quốc, ty Hải Đăng. Cũng xin tri ân cùng những người làm nghề trải lưới Hải Phòng, phát hiện thủy lôi, những cô gái làm nhiệm vụ đếm bom, những thủy thủ gan dạ từ người vận tải trở thành chiến sĩ phá lôi không đeo quân hàm, điều khiển cano cảm tử, cano bất khuất xông xáo giữa các bãi lôi dày đặc. Tất cả được điển hình hóa, khái quát hóa thành những nhân vật phim. Đó là những thời khắc bi hùng, tráng ca nhất của lịch sử thành phố với phẩm chất trung dũng, quyết thắng của quân đội nhân dân anh hùng. Đảng bộ, quân dân thành phố đã cùng quân dân miền Bắc chung sức đập tan chiến dịch biển lửa, mũi lao lửa, rồng biển và đặc biệt là đòn quyết định làm nên một Điện Biên Phủ trên không. Tổ quân kỳ vào vị trí! Đó là những người anh hùng của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Câu chuyện của họ là một phần ký ức bi tráng của Hải Phòng và Việt Nam. Chào cơ! Chào! Quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp cảnh xa.
Bên phải. Quay. Chào. Ê, gì cậu đến cả đêm hả? Qua kiểm tra. Dạ. Túi đi có mực mà. Có mực à? Anh Bình, nó bắn chết anh Thèo rồi. Phải cho em lấy súng ra, anh Bình. Lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi, chết thì cũng chết. Ta chỉ toàn súng nhỏ mấy người, địch bốn tàu to súng lớn, không lấy trứng chọi đá, chết uổng. Chú Phương, anh Bình, đưa anh Phong ra khỏi tàu. Nước ngược đang chảy xiết, phải cẩn thận. Đây là con bài chiến lược của toàn cục, phải bảo vệ cẩn thận. Tôi sẽ chiến với chúng. Không được. Một mình anh. Ai là chỉ huy? Chỉ ít tôi cũng đâm nổ với thằng kia. Rõ, tôi là chỉ huy. Tặng cái đồng chí. Anh Bình, cho em ở lại với anh. Phương ơi, em còn trẻ, em không hiểu anh sao? Anh Bình, em không biết mà. Em còn bị thương nữa anh ạ. Cô Vũ Linh, em sẽ sống. Cho anh gửi lời chào tới thầy Bu Anh và chị Nhung. Hãy bảo với mọi người là Bình Giái Cá không bao giờ chết. Mong mọi người đừng quên Bình. Hãy xuống đi. Anh ơi. Trong khi đó, ở nông thôn là cả một cuộc vật lộn với chính đồng đất quê hương khi nhiều đảng viên ở Hải Phòng đang trong giai đoạn đầu tìm cách khoán chui, còn được gọi vui là khoán mặc kệ để tăng năng suất lúa. Ngày ấy, ngay trong chiến tranh, những người đảng viên yêu nước thương dân ở miền cửa biển đã lặng lẽ lo cho cái ăn, cái mặc cho dân. Những đảng viên dám nghĩ, dám làm, chấp nhận thua thiệt về mình để đi đầu tìm đường mở lối cho sự thăng hoa của cây lúa Việt Nam, đi tìm phương thức khoán sản phẩm trong nông nghiệp ngay từ những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước. Tôi không thể tưởng tượng nổi cậu lại có một quyết định điên rồ và vô nguyên tắc như vậy. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xin đồng chí bí thư đảng ủy xã cứ yên tâm. Vấn đề không phải là ai chịu trách nhiệm, mà ở chỗ một quyết định như vậy đưa ra giữa lúc đế quốc Mỹ đang điên cuồng đánh phá miền Bắc và tình hình chiến trường miền Nam đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Người ta sẽ nghĩ về đồng chí như thế nào? Ai nói gì thì nói, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn xã viên của tôi đói khát được. Thưa các đồng chí, đồng chí Bậc đã phạm phải sai lầm có hệ thống. Sai lầm sau nghiêm trọng hơn sai lầm trước. Với nghị quyết 30, đồng chí Bậc đã đặt mình lên trên tổ chức, nguyên tắc, đường lối và điều lệ đảng, trở thành một kẻ chống đảng. Đồng chí có thừa nhận đây là cuốn sổ ghi chép của đồng chí không? Anh Đức, anh đã nói đó là... Đồng chí Liệu, đồng chí định nói gì? Dạ, thưa các đồng chí, đây là bằng chứng xác thực nhất cho thấy đồng chí Bậc đã có những âm mưu làm sai lệch chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn đồng chí đã giúp tôi có được bằng chứng này. Anh Đức, tôi không ngờ anh là con người như vậy. Chính anh ta đã bôi nhọ thanh danh và uy tín của Đảng. Tôi gửi đồng chí xem. Chính anh ta đã lừa mị tôi. Ông ơi. Bỏ ra đây làm gì? Sao lại bắt chồng tôi thế này? Mình ơi, có chuyện gì thế hả mình? Về đi. Không, không bắt chồng tôi. Mình ơi, sao thế này hả mình?
Bình ơi. Về đi. Yên tâm mà cứ về đi. Ông ơi. Con mắt bão là phim sử thi vì mô tả Hải Phòng suốt chiều dài lịch sử từ những năm cuối thập kỷ 60 đến ngày đất nước thống nhất. Nhưng thông qua phong nền ấy, những câu chuyện đời thường với các số phận đầy bi kịch chìm nổi trong thời đoạn khắc nghiệt chiến tranh. Con mắt bão đưa các nhân vật vào tâm bão để họ khẳng định phẩm chất người của mình. Dù phải khái quát và cắt nghĩa nguyên nhân sâu xa về hình tượng người Hải Phòng chiến đấu và xây dựng ở thời đoạn cam go thử thách nhất, đối mặt với cuộc chiến tranh dữ dội nhất. Bộ phim này không chỉ là ngợi ca một quá khứ tốt đẹp của Hải Phòng, mà cái chính muốn cho người xem mọi miền hiểu cả cái xấu lẫn cái tốt, đặc biệt là lòng yêu và tin vào chế độ và lý tưởng ở một thời khắc cần chung lo chung nghĩ để vượt qua khốc liệt của đạn bom.
họ sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ khi họ tin là họ đúng. Họ thả tôi không phải vì tôi vô tội à? Không vô tội, ai người ta dám thả ông? Anh Định chỉ muốn giúp ông đưa sự việc lên cấp trên mà thôi. Thế giờ ông định làm gì? Tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải. Ồ, ông có còn là đảng viên nữa đâu. Nhưng cái tâm chúng ta sáng là được. Mãi không nổ. Hương, nguy hiểm đây. Hương, Thường ơi, Thường ơi. Sẽ đầy ám ảnh những con người trong con mắt bão. Họ, những người con của biển, hào hoa mà chân chất mộc mạc, dũng cảm mà đầy thân vận chiến tranh. Dù cuộc đời đầy mất mát đau thương, thì Hải Phòng vẫn đi ra từ ngột ngạt lửa đạn lấm lem khói súng để chiến thắng. Sự chiến thắng của lương tri và đạo đức Việt Nam. Dựng thành phố bên bờ biển đông, rộng dài những dòng sông mang trong lòng mình biết bao huyền thoại. Hải Phòng đó ngưng chân đón gió về, can trường bao năm vẫn vây gọi đam mê. Từ nơi đây những con tàu không số nối liền máu thịt, chia khói lửa, chia hy sinh, giữa muôn vàn sóng gió vững một lòng tin. Hải Phòng ơi, trái tim của ta, dặm đường xa sáng những năm dài qua. Một ngày mai tới, nắng tràn những con đường quen, gió ru đất trời bình yên. Và tiếng hát bay cao vươn ra biển xa, thành phố niềm tin. Con mắt bão, bộ phim truyện đậm chất sử thi đầu tiên của Hải Phòng.